xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ du lịch qua Dubai. Và chuyên mục này là chuyên mục nước hoa clone. Và nếu như bạn không thích chuyên mục này thì các bạn có thể tắt cái video này đi. Nhưng nếu như bạn đang quan tâm đến Lamy The Gnome đang có ở đây thì chắc chắn đây là một trong những mùi hương mà các bạn có thể tham khảo qua nếu như đang đi tìm nước hoa clone. Và video cùng nhau bắt đầu. Đầu tiên thì mình phải nói rằng trái hương hoa Lamy The Gnome này mặc dù có đâu đó khoảng tầm chắc là khoảng tầm 2-3 mil, nhưng mà riêng cái chai nước hoa này đã mang lại cho mình rất nhiều video làm content. Và thực sự thì đến thời điểm hiện tại tôi cũng không có nhu cầu mua Lamy The Gnome nữa, vì nhà tôi có quá nhiều lựa chọn và Lamy The Gnome thì nó cũng không còn tốt như ngày xưa nữa. Thực ra nếu bây giờ để phải mua Lamy The Gnome thì tôi sẽ khuyến khích mua những cái chai mà bét cũ, dùi đậm hơn. Còn đối với một người sưu tầm như mình thì mình luôn luôn ưu tiên một cái gì đó nó vintage. Còn người dùng bình thường cơ bản thì các bạn có thể tham khảo qua những cái chai mới, hoặc có thể mua chiết hoặc là tìm clone nếu như các bạn là một người dùng cơ bản nhá. Khi mà các bạn dùng thì các bạn cũng nhiều khi chẳng quan tâm lắm đến thế nào là clone hay là kiểu bản gốc, nghĩa là giá thành rẻ, mang tới chất lượng mùi hương phù hợp là ok. Đợt lâu lâu rồi thì tôi có nhận được vial của một người xem kênh của tôi, có chiết cho tôi chai Blue Electric của Lamy The Gnome. Đại khái với nhiều người thì nó là một cái phiên bản nâng cấp về hiệu năng cũng như là cái sự cải thiện nhiều hơn về cái phần chất lượng mùi hương so với Lamy The Gnome trong những năm gần đây. Và khá đáng tiếc thì chai nước hoa này bây giờ cũng không còn được bán đều đặn nữa, nguồn hàng nó cứ đứt liên tục à. Thì các bạn có thể nhìn cái dui màu xanh này là các bạn biết rồi đúng không? Đó. Nhưng mà nhân vật chính của chúng ta đó chính là một sản phẩm đến từ nhà Latafa. Và ở đây nó có tên là Anasamai. Đây là chai nước hoa. Đó, và đây là cái hộp của nó. Cái hộp của nó trông giống mấy cái túi của mấy cái thương hiệu ấy, đi mua đồ ấy, đồ mỹ phẩm ấy. Đây, cái hộp của nó như này. Đấy, các bạn để chai nước hoa vào đây này, này. Các bạn trông như nào. Nhưng mà tôi nói thật nha, tôi phải kiểu làm nước hoa, review nước hoa clone khá nhiều. Đặc biệt là mấy ông Trung Đông thì tôi thấy một điều, mấy ông này làm thiết kế trông sến vãi, sến cực luôn ấy. Nhìn trông giống cái gì, cái chai nước rửa mặt thôi, hoặc là một cái kiểu cái để cạo những cái vỏ dưa chuột ấy. Tôi không hiểu tại sao mấy ông Trung Đông có thể có những cái thiết kế trông nó kiểu lòe loẹt, mà cái tính sưu tầm của mấy ông Trung Đông này cũng không hiểu kiểu gì luôn. Đây, cái nắp thì to hơn cả cái chai nước hoa. Đây là toàn bộ cái chai nước hoa nha. Đây, zoom sang cam bên này cho các bạn nhìn này. Chai nước hoa nó chỉ bé như này thôi, nhưng cái nắp của nó thì to như này. Thề. Bạn nào mà thích cái thiết kế này thì các bạn có thể bình luận ở phía dưới nhé. Nhưng mà đối với cá nhân mình thì mình không thể nào thẩm được cái thiết kế này. Còn đây là về cái phần vòi xịt này, nếu như bạn nào quan tâm để về cả phần vòi. Vòi của họ thì mức chắc là ổn, đâu đó đánh giá tầm 6-7 điểm, không quá tốt. Nhưng mà ở phân khúc của Latafa thì mình đánh giá vòi của Latafa khá ok. Bên cạnh đó thì có những cái chữ thông tin ở trong này luôn, đó là 100ml dạng xịt. Và ở đây thì nó có ghi là nồng độ eau de parfum. Đó, vài về cái thiết kế của em nó, nhưng mà chê thiết kế này. Cái thứ hai đó chính là về phần mùi hương. Vâng, đây là một cái mà các bạn rất quan tâm đúng không? Tại vì chai này cũng đã dần dần hot trên những nền tảng mua sắm nhanh như kiểu TikTok rồi. Và thực sự thì nó so với phiên bản Blue Electric hay với phiên bản Lamy The Gnome thì chai nước hoa này nó sẽ đánh giá như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về phần top note của chai nước hoa này. Thì thứ nhất là xin phép được bỏ Lamy The Gnome xuống phía dưới, và chúng ta sẽ chỉ nhắc về top note của hai chai này. Vì nói thật là theo như thông tin mọi người chia sẻ, đó chính là con Latafa này thì là clone của phiên bản Blue Electric của nhà YSL. Thế nên là khi các bạn xịt hai cái mùi hương này ra thì các bạn sẽ thấy có một sự tương đồng nhiều hơn so với cái phiên bản Lamy The Gnome phiên bản gốc. Đấy là cái đầu tiên mà các bạn biết. Cái thứ hai, cái sự khác biệt ở đây mà các bạn có thể dễ dàng nhận thấy, đó chính là khi các bạn xịt cái phiên bản Lamy The Gnome Blue Electric ấy, thì các bạn sẽ nhận thấy một cái nét tươi nhiều hơn. Tại vì ở đây, ngay từ cái tách đặt tên đó là phiên bản Blue thì nó sẽ mang cái thiên hướng mát nhiều hơn so với phiên bản gốc này. Và với cái phiên bản
gốc blue này thì với mình thì mình cũng thấy nó tươi hơn so với phiên bản của nhà Latafa. Đấy là cái đầu tiên. Và cái sự khác biệt của Latafa ở đây đó chính là khi các bạn xịt ấy, thì ở Latafa nó sẽ lên dày gia vị hơn, cam chanh cùng với cái nét the rất rõ rệt. Còn đối với cái phiên bản blue thì các bạn nhận thấy cái bay gừng ngọt không quá cay như là ở phiên bản này. Thế nên là ở cái phần top note ấy, thì các bạn sẽ nhận thấy blue nó dễ ngửi hơn, nịnh mũi hơn ngay từ ban đầu. Còn nếu như bạn nào là một người thích những hơi hướng kiểu nhiều lavender, fresh spicy nhiều thì khả năng các bạn sẽ thích phiên bản này. Ở phần top note này mình nghĩ rằng là sẽ khó có cửa để Latafa nịnh mũi bằng cái phiên bản blue mà mình đang có chiết ở đây. Cái thứ ba đó là khi mà dry down ở cái phần mùi hương thì hai mùi hương này có sự biến chuyển khá rõ rệt. Nhưng mà sự biến chuyển ở đây là cái sự kiểu đuổi theo nhau. Ở cái phiên bản blue mà mình xịt ở trên tay ấy thì nó xuống mùi khá nhanh. Đâu đó khoảng tầm 10 đến 15 phút thôi thì các bạn sẽ nhận thấy một cái bay lavender có xu hướng hơi phấn phấn nhẹ nhẹ. Đã mang tới một cái cảm giác hơi kiểu barber shop, những cái sản phẩm cạo râu chăm sóc tóc dành cho nam giới có xu hướng cổ điển thì ở em này lên rõ. Và nói một lần nữa ở đây là nếu như bạn đang hỏi hai cái phiên bản này khác nhau như nào thì ở Lamy Dano mình mùi nó sẽ tối hơn, còn ở phiên bản Blur thì nó sẽ sáng hơn, tươi hơn. Đó. Và cái nét này thì nó cũng sẽ chỉ kéo dài được khoảng 45 cho đến 60 phút, tầm 1 tiếng. Thì các bạn sẽ thấy nó xuống một cái bay mùi tối và hơi ngọt ngọt của vani đậu tonka hết. Đó, mùi hương này tồn tại trên da mình đâu đó khoảng tầm 3 tiếng là 4 tiếng là không, gần như không ngửi thấy gì nữa rồi. Còn đối với cái phiên bản này này thì các bạn sẽ nhận thấy cái sự biến chuyển nó rõ rệt hơn và cảm giác nó là một cái phiên bản đi chậm hơn. Nó là một cái kiểu đi sâu vào chi tiết và làm mùi rõ rệt hơn so với cái phiên bản này. Đây kiểu là cưỡi ngựa xem hoa vậy. Thì sau khi cái top note fresh spicy nó dịu dịu xuống thì các bạn sẽ nhận thấy một cái bay cũng như em này, đó là một cái nét phấn hơi mồm ngộp. Nếu như bạn nào mà đã ngửi qua những cái loại hoa diên vĩ mà ở trên Đà Lạt ấy, thì các bạn ngửi thấy nó có một cái cảm giác hơi nhằng nhặn ở mũi và hơi nhái ngái nhẹ rất là rõ rệt. Thì con này nó sau khoảng tầm 30 phút thì nó sẽ chuyển biến sang hơi hướng đấy. Và mất đâu đó khoảng tầm 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng thì các bạn sẽ nhận thấy một cái tông mùi ấm ấm ngọt ngọt mix trên cái nền hơi kiểu bụi phấn như thế. Thì em này là một cái phiên bản đi chậm hơn, đi sâu và chi tiết hơn so với chai nước hoa này. Đó. Và nếu như mà để so sánh hai cái phiên bản này với nhau thì cá nhân mình sẽ thích cái phiên bản này hơn về góc độ, về cái chiều sâu, về mùi cũng như là quá trình trải nghiệm được lâu hơn so với Lanui hay kể cả phiên bản Blur. Đó. Nhưng nếu như hỏi mình hai cái phiên bản này thì cái phiên bản nào nó sẽ vào mũi hơn cho với những người trẻ, những người dùng cơ bản thì chắc chắn Blue Electric nịnh mũi hơn. Đây là điều mình cam đoan với các bạn. Dù có cả đi phỏng vấn đi chăng nữa thì con này vẫn sẽ ăn thôi. Vì cảm giác không ngộp lavender phấn quá nhiều thì nó sẽ mang lại cảm giác dễ chịu hơn so với phiên bản này. Phiên bản này là dành cho những ông nào mà thích kiểu Lanui The Nome, EDT, những cái phiên bản từ 2015, 2017 đổ ra thì khả năng bạn sẽ thích con này. Còn để thích kiểu Lanui The Nome, những cái phiên bản mới nhạt 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 thì khả năng bạn sẽ không thích con này đâu. Cái tiếp tới mà mình muốn chia sẻ ở đây trong quá trình trải nghiệm đó chính là về phần hiệu năng. Như vậy mình đã nói rồi, đây là một cái phiên bản đi chậm hơn. Thế nên là cái độ lưu hương ở trên da thì cái con Latafa này nó lưu được ở trên da mình trung bình khoảng tầm 5 đến 6 giờ. Và độ tỏa hương của nó thì nó chỉ khoảng tầm nửa cánh tay thôi. Ban đầu thì nó sẽ được khoảng tầm hơn nửa cánh tay một tí. Nhưng mà về khoảng tầm 2 tiếng ở trên da thì nó sẽ ổn định được khoảng tầm nửa cánh tay quay đầu. Và cái độ tỏa này nó cũng khá là dễ chịu. Nên là các bạn hoàn toàn có thể mặc được vào cái thời tiết nhiệt độ đâu đó khoảng tầm 33 độ đến 35 độ quay đầu. Không hề có cảm giác khó chịu. Còn với phiên bản Blur Electric này, các bạn có thể mặc vào những ngày mà tầm 37, thậm chí 40 độ quay đầu cũng được. Nó không hề có một cái cảm giác khó chịu nào vì độ tỏa của nó khá là nhẹ nhàng. Đặc biệt là với những cái chỗ xịt như kiểu tay hay khuỷu tay, đừng ở trước ngực là được. Hoặc là sau gáy thì mình thấy ok. Còn cái phiên bản này ở trên da mình hều lắm. Thôi bỏ những con này, mình nói rằng là các bạn
nếu như bạn thừa tiền thì các bạn có thể nâng cấp từ cái phiên bản này lên phiên bản Blur, còn không thì các bạn hoàn toàn có thể bỏ qua, vì thực sự là giá con này bây giờ trên thị trường cũng khá cao so với cái phiên bản gốc. Về phần phong cách ăn mặc thì Latafa nó sẽ phù hợp với những anh chàng đâu đó khoảng tầm 24 cho đến 25 tuổi đổ ra, đi làm môi trường văn phòng các bạn đang có cái xu hướng là chuyển sang mặc sơ mi quần Âu hoặc sơ mi quần jean chứ thứ đóng thùng thì nó sẽ rất là phù hợp. Và cái tệp người người thích mùi hương này thì mình nghĩ là cũng sẽ là những cái bạn nữ đã ra đi làm, bắt đầu có một cái suy nghĩ nó trưởng thành hơn, hợp với những bạn kiểu đang tìm những cái người đàn ông kiểu trưởng thành chững chạc, chứ không phải là cái kiểu vina hay quẩy quẩy kiểu thu hút theo đám đông, thì em này là phù hợp theo kiểu như thế. Và có lẽ nếu như mà thời tiết đẹp nhất thì sẽ là khoảng tầm 28 đến 25 độ, 25-28 độ, và các bạn có thể mặc một chiếc sơ mi trắng hoặc là kể cả một chiếc xanh navy này, rồi những chiếc quần jean, đi những đôi loafer thì mùi hương này vô cùng là hợp lý luôn. Các bạn có thể xịt nó để đi làm văn phòng đó. Với mình thì con này cứ kiểu lịch sự xong rồi chỉn chu thì các bạn hoàn toàn có thể mặc được, cũng không quá khó để có thể hình dung được phong cách về phần mùi hương. Mấy con này thì đa phần đều có cái phong cách ăn mặc khá là giống nhau, vì thế thì các bạn tìm clone thì các bạn cũng có thể thử qua. Và cuối cùng chốt lại câu hỏi đó là Latafa Anasama này có đáng mua hay không và có phải clone tốt không, thì mình trả lời rằng chai nước hoa này nếu như bạn là một người thích cái vai chỉ chu lịch sự đó như mình đã vừa kể thì nó hoàn toàn đáng mua, tại vì giá thành của nó đang rất rất rẻ, hiệu năng thì cũng khá là ổn để có thể sử dụng gần như rằng quanh năm. Còn nếu mà hỏi nó là clone của bất cứ con này hay là con Blur thì cá nhân mình nghĩ rằng không, nó là cái phiên bản dung hòa giữa hai chai nước hoa này sẽ ra được cái phiên bản này. Còn nói thật là một cái điểm trừ duy nhất của tôi đó chính là việc thiết kế quá xấu. Lại phải nhắc một lần nữa là thiết kế quá xấu. Nhưng nếu như mà bạn chỉ mua chiếc thôi thì các bạn cũng không cần lăn tăn vấn đề này đâu. Còn cái này tôi nghĩ là để trong nhà vệ sinh để đường sữa rửa mặt thật cũng nên đấy. Đó. Và nếu như bạn đã từng thử qua nó thì rất là mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới, hoặc là các bạn có những cái phiên bản clone nào tốt hơn của Lamy The Gnome hay là Lamy The Gnome Blue Electric thì các bạn có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết. Và có thể là mình cũng hóng hóng, nếu mà có con nào mà nhiều người xác nhận ngon thì mình cũng sẽ lấy về để làm video review các bạn. Còn đối với cá nhân mình, con này nó xứng đáng ở trong tầm giá, không quá là vượt trội nhưng không hề tệ một chút nào. Latafa